Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ hai, ngày 29 tháng 1 có những nội dung đáng chú ý. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa kiểm tra lấy nước đồ ải Phụ Xuân và thăm một số mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà Tết cho người lao động và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2024. Nhộn nhịp làng nghề chế biến gạo Chai Trang phục vụ thị trường Tết. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác lấy nước đổ ải Vụ Xuân năm 2024 và thăm một số mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu tại huyện Tiên Lữ, Phù Cừ và Ân Thi. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác đổ ải tại trạm bơm Triều Dương, huyện Tiên Lữ. Đây là trạm bơm lấy nước đổ ải cho 420 ha của các xã Hải Triều, Thiện Viễn, An Viên và hỗ trợ trạm bơm Lạc Dục. Đã đổ ải được 308 ha. Kiểm tra tại trạm bơm Bích Tràng, huyện Ân Thi, đổ ải được 95% diện tích. Toàn tỉnh đã đổ ải được gần 21.000 ha, đạt trên 86% diện tích gieo cấy vụ xuân. Một số địa phương đã hoàn thành đổ ải là Kim Động, Văn Lâm, Văn Giang. Bí thư Tỉnh ủy tặng quà và chúc mừng năm mới tới các cán bộ công nhân trực bơm. Đồng chí đề nghị tranh thủ nguồn nước thuận lợi, các đơn vị khai thác công trình thủy lợi tập trung lấy nước, phấn đấu hoàn thành trong đợt 1 xả nước các hồ thủy điện, đồng thời trữ nước để tưới dưỡng sau cấy. Các địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để phòng chống rét cho mạ đa gieo, phấn đấu hoàn thành gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất. Kiểm tra ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về cơ giới hóa trong khâu gieo cấy mạ khanh, máy cấy phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Trung tâm Giống Nông nghiệp, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Năm 2024, Trung tâm dự kiến gieo cấy 700 ha tại các địa phương. Mô hình cấy bằng máy đã tháo gỡ khó khăn về lao động cho nhiều địa phương, góp phần hoàn thiện chu trình cơ giới hóa các khâu trong sản xuất, nâng cao năng lực quản lý tổ chức sản xuất của các tổ dịch vụ là cơ sở để hình thành các hợp tác xã kiểu mới và hình thành các khu cánh đồng mẫu lớn, khu sản xuất lúa theo hướng hàng hóa. Hiệu quả kinh tế của mô hình cấy máy cũng cao hơn so với các phương pháp gieo cấy khác, từ 7 đến 10 triệu đồng một hecta. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao hiệu quả của cấy mạ khay, máy cấy giúp người dân tiếp cận với khoa học kỹ thuật, dần thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, nâng cao thu nhập, góp phần hoàn thiện chu trình cơ giới hóa các khâu trong sản xuất lúa nói riêng và sản xuất nông nghiệp nói chung. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực quản lý tổ chức sản xuất của các tổ dịch vụ là cơ sở để hình thành các hợp tác xã kiểu mới, các khu cánh đồng mẫu lớn, khu sản xuất lúa theo hướng hàng hóa. Cấy bằng máy rồi mật độ mọi cái thì nó sẽ xuất chuẩn chỉ, nó sẽ tạo ra cái năng suất tốt hơn đất đai sản xuất nông nghiệp, giờ trồng lúa. Cái đấy là cái rất là quan trọng, bởi vì nó phải đủ quy mô lớn cơ. Đấy, thì mới đưa máy móc công nghệ vào được, vẫn phải là đẩy nhanh cái quá trình tích tụ. Trung tâm cộng với Sở Khoa học Công nghệ cần phải nghiên cứu để vừa là bảo tồn những cái giống gen gốc của mình. Cái thứ hai nữa là cần phải phát triển những các giống mới, lai tạo những các giống mới, sản phẩm mới cho năng suất chất lượng hiệu quả cao hơn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Liên minh Hợp tác xã cần xây dựng các mô hình để nhân ứng dụng mạ khay máy cấy, cũng như hướng dẫn thành lập các hợp tác xã hỗ trợ máy cấy để làm dịch vụ cho nông dân, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. Thăm hợp tác xã chăn nuôi thủy sản Hưng Phát được thành lập từ năm 2017, chuyên sản xuất cá giống và nuôi cá thương phẩm. Hiện nay có 17 thành viên, quy mô nuôi trồng thủy sản 50 ha. Hàng năm, hợp tác xã cung cấp ra thị trường khoảng từ 300 đến 400 tấn cá giống các loại và khoảng 150 tấn thủy sản thương phẩm. Đến nay, diện tích nuôi con đặc sản như cá lăng, trạch đồng, cà ra sông, tôm thẻ nước ngọt, tôm càng xanh chiếm 60%, cho doanh thu từ 500 triệu đồng đến 600 triệu đồng hecta. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương hiệu quả sản xuất của hợp tác xã, đồng thời mong muốn hợp tác xã tiếp tục tìm tòi nghiên cứu đưa những con giống mới vào sản xuất, tuyên truyền thành viên đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chú trọng sản xuất an toàn, tích cực tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà Ban trị sự Hội Phật giáo tỉnh nhân dịp Tết đến xuân về. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quách Thị Hương, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong đoàn chúc mừng các chức sắc trong ban trị sự cùng toàn thể tăng ni Phật tử, tặng quà của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao vai trò của Hội Phật giáo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, công tác vận động xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh. Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới Giáp Thìn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Hội Phật giáo tiếp tục đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tham gia vào hoạt động chung của các địa phương, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Tỉnh luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tôn giáo nói chung và hoạt động Phật giáo nói riêng, đảm bảo tuân thủ pháp luật. Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn sắp đến, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc toàn thể chức sắc tăng ni Phật tử trong Hội Phật giáo tỉnh vui xuân đón Tết luôn mạnh khỏe, an lành, hạnh phúc. Cũng trong sáng nay, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tặng quà chúc Tết các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách tại xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đồng chí Trần Quốc Toản tặng 220 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách tại xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm hỏi và chúc các gia đình đón một mùa xuân mới ấm áp, vui tươi và hạnh phúc. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm sóc cả về vật chất và tinh thần cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách tại địa phương để bước sang năm mới các hộ vươn lên thoát nghèo. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với đại diện Hiệp hội các doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc và lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Thăng Long 2. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc do ngài Lee Hak-jung, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam dẫn đầu mong muốn tìm hiểu đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào địa bàn tỉnh. Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc chúc mừng năm mới lãnh đạo và nhân dân tỉnh Hưng Yên, đồng thời bày tỏ cảm ơn tới lãnh đạo tỉnh đã quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị hoạt động tốt hiệu quả khi đầu tư tại tỉnh. Hiệp hội mong muốn lãnh đạo và các cơ quan liên quan tiếp tục quan tâm tạo điều kiện hơn nữa, giúp doanh nghiệp có thêm nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển. Tại buổi làm việc với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, ông Masuka, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khu công nghiệp Thăng Long 2 đã gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã tạo điều kiện tốt nhất cho dự án Khu công nghiệp Thăng Long 2 hoạt động, đồng thời bày tỏ mong muốn tỉnh Hưng Yên hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục về đất để sớm tiếp nhận các doanh nghiệp đầu tư hoạt động trong khu công nghiệp. Nhân dịp này, ông Masuka thông báo thời gian tới sẽ chuyển công tác và giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khu công nghiệp Thăng Long 2 cho ông Kenta Kawanabe. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn giao các cơ quan liên quan vào cuộc giải quyết kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Tỉnh Hưng Yên luôn nỗ lực đồng hành cùng các nhà đầu tư và mong muốn thời gian tới sẽ có nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đầu tư vào địa bàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất cũng như gửi lời cảm ơn tới ông Masuka trong thời gian làm Tổng Giám đốc tại khu công nghiệp Thăng Long 2, đã cùng với Hưng Yên xây dựng khu công nghiệp được bài bản khoa học và tạo điều kiện thu hút nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Hưng Yên, có nhiều đóng góp tốt cho địa bàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong rằng ông Kenta Kawanabe, Tổng Giám đốc kế nhiệm mới của Tổng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khu công nghiệp Thăng Long 2 sẽ phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo tỉnh để tìm ra hướng phát triển tốt nhất, hoàn thiện giai đoạn 4 khu công nghiệp Thăng Long. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2024. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Năm 2024, Hưng Yên được giao chỉ tiêu 2.106 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong đó có 256 chỉ tiêu nghĩa vụ công an nhân dân. Do làm tốt công tác tuyên truyền, rà soát, nắm nguồn từ sớm, chủ động trong việc gọi đôn đốc các thanh niên trong độ tuổi, đồng thời kiên quyết xử lý xử phạt với những trường hợp vi phạm công tác tuyển quân, nên 100% các địa phương đều cam kết đủ chỉ tiêu giao quân. Số thanh niên đủ sức khỏe nhập ngũ là 2.188.
Thời điểm này, các địa phương đang tiến hành công tác hiệp đồng với các đơn vị nhận quân, hoàn thiện hồ sơ tiến hành thâm nhập và chuẩn bị hồ sơ cho các thanh niên đủ sức khỏe nhập ngũ. Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh yêu cầu các địa phương hoàn thành xét duyệt hồ sơ, phát lệnh gọi nhập ngũ cấp quân trang trước ngày 8 tháng 2 năm 2024. Thời gian giao nhận quân dự kiến ngày 25 tháng 2 năm 2024. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đồng chí yêu cầu từ nay đến thời điểm giao quân tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, không được chủ quan, các địa phương cần tập trung cao chỉ đạo để đảm bảo đủ số lượng, chất lượng tốt và công bằng. Các địa phương cần xử lý nghiêm theo pháp luật, không có vùng cấm với những trường hợp cố tình trốn tránh, kể cả khởi tố để răn đe. Cùng với đó có kế hoạch tổ chức thăm tặng quà động viên các thanh niên trước lúc nhập ngũ, xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết cho ngày giao nhận quân diễn ra an toàn vui vẻ. Sáng nay, Thành ủy Hưng Yên tổ chức gặp mặt các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu phố trên địa bàn thành phố nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy. Sau khi lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023, một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, Thành ủy triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm mà cấp ủy các cấp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, trong đó có tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình đề án của Ban Thường vụ Thành ủy, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp và người dân phát huy các nguồn lực trong phát triển kinh tế, giao thương buôn bán, sản xuất kinh doanh, chuẩn bị tốt các điều kiện để nhân dân vui xuân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và các điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2024. Thực hiện quy định số 583 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, năm 2023, cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện điều động, luân chuyển nhiều cán bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã. Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định luân chuyển 14 cán bộ, trong đó từ huyện về tỉnh 4 đồng chí, tỉnh về huyện 2 đồng chí, ngành này sang ngành khác 8 đồng chí. Ban Thường vụ cấp huyện quyết định luân chuyển 88 cán bộ, trong đó huyện về xã 6 đồng chí, xã về huyện 4 đồng chí, xã này sang xã khác 44 đồng chí, từ ngành này sang ngành khác là 34 đồng chí. Các địa phương luân chuyển được nhiều cán bộ là huyện Văn Lâm, Văn Giang, Kim Động và Ân Thi, qua đó góp phần quan trọng để đạt và vượt mục tiêu đến năm 2025 về việc bố trí bí thư đảng ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã không phải là người địa phương theo nghị quyết số 39 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, trong năm 2023, có 216 cán bộ, công chức, viên chức cũng được chuyển đổi vị trí công tác theo luật phòng chống tham nhũng và chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Huyện Tiên Lữ, Kim Động và thành phố Hưng Yên là những địa phương chuyển đổi được nhiều nhất. Toàn tỉnh hiện có 55 vị trí phải chuyển đổi nhưng chưa thực hiện. Trong ngày hôm nay, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi thăm tặng quà Tết của tỉnh cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, trao quà cho 40 công nhân tại công ty cổ phần Phú Hưng, xã Đình Cao, huyện Phù Cử. Đây là những công nhân có hoàn cảnh khó khăn trong năm 2023 đã nỗ lực phấn đấu sản xuất. Mỗi xuất quà trị giá 500.000 đồng. Nhân dịp Tết Giáp Thìn năm 2024 sắp tới, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh gửi lời chúc năm mới tới toàn thể đoàn viên người lao động đang làm việc tại công ty cổ phần Phú Hưng. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào đã đến thăm tặng quà gần 80 xuất quà của tỉnh cho người lao động còn cảnh khó khăn tại công ty cổ phần may và dịch vụ Hương Long và công ty Đông Giang ENP. Đồng chí Bí thư Thị ủy Mỹ Hào đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của lãnh đạo các doanh nghiệp trong duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt các chính sách pháp luật đối với người lao động. Đồng thời mong muốn các doanh nghiệp và tổ chức công đoàn luôn phối hợp chặt chẽ hơn nữa để xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Công ty cổ phần Tiên Hưng có trụ sở tại huyện Tiên Lữ tổ chức thăm và trao 415 xuất quà tặng 415 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở 21 xã thị trấn thuộc các huyện Tiên Lữ, Ân Thi, Phù Cử và thành phố Hưng Yên. Mỗi xuất quà trị giá 700.000 đồng cùng quà và tiền mặt. Cũng trong dịp này, công ty phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Tiên Lữ đến thăm trao quà và 10 triệu đồng tặng trường phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Tiên Lữ, trao hơn 160 xuất quà tặng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại công ty. Mỗi xuất quà trị giá từ 1 triệu đến 2 triệu đồng.
Tổng số tiền công ty cổ phần Tiên Hưng tặng quà các đối tượng trong dịp Tết năm nay là gần 550 triệu đồng. Năm 2023, tuy ngành may gặp nhiều khó khăn, song công ty cổ phần Tiên Hưng vẫn đảm bảo việc làm cho hơn 4.000 công nhân. Thực hiện chỉ thị số 01 ngày 9 tháng 1 năm 2024 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Sở Tài chính Hưng Yên đề nghị các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan, công thương, quản lý thị trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, y tế, văn hóa thể thao và du lịch, thông tin và truyền thông, công an tỉnh, cục thuế tỉnh, ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, phòng tài chính kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện một số công việc sau đây. Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá thuế, phí, lệ phí trên địa bàn, đặc biệt đối với những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu, hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục kê khai giá, đặc biệt là đối với các mặt hàng thiết yếu nói chung và mặt hàng thịt lợn nói riêng. Chủ động nắm bắt diễn biến cung cầu, giá cả đối với mặt hàng thịt lợn, theo dõi diễn biến cung cầu, giá cả thị trường đặc biệt tại các địa điểm tiêu thụ tập trung, nơi đông dân cư, phát hiện kịp thời các trường hợp tăng giá đột biến, báo cáo đề xuất các biện pháp xử lý, thực hiện bình ổn giá, không để xảy ra hiện tượng lợi dụng thời điểm Tết để tăng giá dây chuyền, tác động ảnh hưởng đến đời sống xã hội, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, chủ động kiểm soát và sử dụng có hiệu quả các khoản chi từ ngân sách nhà nước, cắt giảm hoặc tạm dừng các khoản chi chưa thực sự cấp bách, không thiết thực, quản lý và sử dụng tài sản công, nhất là xe ô tô công, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức theo quy định của pháp luật. Chương trình xin được tiếp tục với thông tin tiếp theo. Với truyền thống hơn 200 năm, Hương xạ thôn Cao, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên là một trong những làng nghề làm hương lâu đời nhất cả nước. Thời điểm cận Tết Nguyên đán, cả làng nghề hối hả bước vào vụ sản xuất lớn nhất trong năm để phục vụ thị trường Tết. Hiện cả làng còn trên 100 hộ giữ nghề truyền thống, trong đó có gần 90 hộ tham gia vào Hiệp hội Làng nghề Hương thôn Cao. Các sản phẩm chủ yếu của làng nghề là hương nén, hương vòng, hương đụ. Những người làm thợ hương cho biết, trừ ngày rằm, ngày mùng 1 tiêu thụ nhiều. Ngày thường, thôn Cao chỉ sản xuất trung bình khoảng từ 500 đến 700 vạn nén hương. Đến dịp giáp Tết, các cơ sở phải tăng số lượng lên trên 1 triệu sản phẩm mới đủ cung ứng cho thị trường. Cùng với sự phát triển của công nghệ, kỹ thuật sản xuất, hương thôn Cao cũng được đổi mới và nâng cao năng suất chất lượng. Hầu hết các hộ đều trang bị máy móc để sản xuất như máy nghiền nguyên liệu, trộn nguyên liệu, làm hương vòng, làm hương nén. Dịp giáp Tết, cả làng hương thu hút từ 500 đến 600 lao động thời vụ với thu nhập từ 250 đến 350 nghìn đồng một ngày. Nhiều năm nay, sản phẩm hương thôn Cao được ưa chuộng không chỉ tại thị trường trong nước mà còn xuất khẩu đi một số thị trường nước ngoài như Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia. Đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nhiều vào dịp Tết Nguyên đán, những ngày này, các hộ làm nghề chế biến lương thực thực phẩm thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ đang huy động công nhân, máy móc làm việc cả ngày và đêm. Nếu như trong năm, một ngày cơ sở chế biến gạo nếp Quyên Uyên xuất bán 50 tấn gạo, thì những ngày này, số lượng gạo xuất ra thị trường tăng từ 1,5 đến 2 lần. Đáp ứng nhu cầu đó, cơ sở đã tăng công suất hoạt động của máy móc và huy động gần chục lao động chia ca cả ngày lẫn đêm. Chủ cơ sở cho biết, gạo nếp có nhiều loại như nếp thơm Hương Yên, nếp Sa Lai với giá bán buôn ổn định từ 21 đến 27 nghìn đồng một kg tùy từng loại. Nhu cầu về cái Tết Nguyên đán này thì người dân sử dụng đến gạo nếp rất là nhiều. Cho nên là chúng tôi là phải chuẩn bị từ lúc bắt đầu là người dân gặt lúa là chúng tôi đã phải thu mua. Cái gạo tẻ năm nay thì gạo tẻ biến động nhiều hơn, còn đâu gạo nếp thì từ đầu mùa cho đến bây giờ thì gần như là bình ổn giá. Nếp thơm Hương Yên mình thì năm nào cũng bán được nhiều nhất. 14 năm làm nghề xây sát, nhưng có lẽ năm nay là thời điểm cơ sở chế biến gạo Tuấn Điểm phấn khởi hơn cả bởi thị trường xuất thuận lợi. Trung bình mỗi ngày, cơ sở xuất 150 tấn, gồm cả gạo tẻ và gạo nếp. Đặc biệt, giá bán gạo tẻ hiện tại tăng từ 5 đến 6 nghìn đồng một kg so với thời điểm cách đây một tháng. Cái Tết này là mọi người là đã đặt hàng. Nguyên liệu là chuẩn bị từ hơn một tháng trước, huy động 25 người. Thế này 8 hay 9 Tết mới nghỉ. Làng nghề chế biến lương thực và thực phẩm thôn Chay Trang được công nhận làng nghề từ năm 2002. Nguyên liệu của làng nghề được các chủ cơ sở thu mua tại ruộng trên địa bàn tỉnh và từ các tỉnh Nam Định, Thái Bình, khu vực miền Trung. Sau khi qua các công đoạn sấy, chế biến, đánh bóng, đóng bao, gạo được tiêu thụ tại thị trường Hà Nội và khắp các tỉnh thành từ Bắc vào Nam. Hiện làng nghề thu hút trên 100 hộ tham gia làm, mang lại thu nhập chính cho các hộ dân, đồng thời tạo việc làm cho hàng trăm lao động với thu nhập từ 7 triệu đến 10 triệu đồng một người trên tháng.
Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.